Xin kính chào anh chị và các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, xin cập nhật bảng giá tôm như sau. Tại khu vực Trà Vinh, giá mua thẻ oxy 25 con 170.000, 30 con 152.000, 40 con 132.000, 50 con 120.000, 100 con 90.000. Khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, thu mua thẻ không kháng sinh 20 con về lớn 230.000, 20 con về nhỏ 225.000, 25 con 180.000, 25 con nhỏ 175, 30 con về lớn 147, 30 con về nhỏ 145, 40 con 130.000, 50 con 120.000, 100 con 97.000. Và trên đây là bảng cập nhật giá tôm ngày 15 tháng 8. Đây chỉ là bảng cập nhật mang tính tham khảo, tùy theo từng khu vực có thể thay đổi hoặc là chênh lệch 2-5.000. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính chúc anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.